Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh SGS Channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip YouTube để quay một cái trại tép rất là đặc biệt của bạn Hợp ở Vũng Tàu. Mời các bạn coi nha. Đó, đây căn phòng khủng khiếp. Mình sẽ vô đây coi cái căn phòng này nó khủng khiếp cỡ nào cho mấy bạn coi. Alo, ai? Cái này là cái farm nhỏ, cái farm nhỏ nó khác cái farm trong cái công kia. Đây, mấy bạn sẽ coi. Là chỗ vui chơi. Chỗ này là chỗ chơi. Đâu? Nhưng đây có nhiều hộ ta. Ôi, sao cái bèo nó chổng chơi vậy? Chết nó đi anh. Nó không kêu rồi, nó vẫn xài được mà. Không phải giờ Bộ tép nó bán hết hả? mới chói rồi. Chứ ở trong này có nhiều hộ ta? Không biết đâu, 12 với lại 30. Trong này thì có 30 hộ thôi. Có 30 hộ thôi nha. Nhưng mà mấy bạn coi tép nha, kinh dị lắm nha. Hai bắt đầu từ trên này trước đi. Cái hồ này à, cái gì đây? À không, hàng này chưa khủng đâu, hàng này là bình thường thôi. Này là Galaxy Fishbone Black đen á. Cái này hàng thường à, em rất năng động luôn. À, bây giờ cái hồ này giác loanh quanh đâu đó khoảng chừng 300 400 gì ạ. Cái lớn nhất không đó. Cái hồ này thì hình như là chủ nhân Còn nhấp con không à? kiếm được một mớ rồi, cho nên chỉ còn tép con không. Tép Đã con trong à, làm rồi. hồ này là hồi trước là hồ này là nuôi Galaxy. Galaxy. Ok, Được rồi, đây 450 con, sẵn đâu con. cái gì, hồ này là bán 500 con rồi 450. đó hả? Kinh ra đây, đây một cái hồ nữa, các bạn thấy cũng khủng khiếp chưa. Hồ này là cũng là Galaxy Fishpond luôn. Nếu mà nói về Galaxy Fishpond chắc ở Việt Nam này không có ai nhiều bằng Hợp đâu, mấy ngàn luôn nữa. Cái con quá trời quá đất luôn. Chi chích hết. Lát nữa mình cái câu hỏi mà giá trị của cái trại này nó bao nhiêu tiền để cho mấy bạn tự trả lời nha. Mình không nói được đâu nha, nhức đầu lắm nha. Bây giờ đó cũng là một hồ Galaxy Fishpond. Ở bên đây cũng là một cái hồ Galaxy Fishpond nữa. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Hàng này hàng cao hơn cái hàng thôi. Hàng này cao hơn chút nè, cao hơn cái hàng trên này nè. Hàng này là hàng thường thôi. Đó. Vậy ở đây. Ba hồ rồi. Ba hồ Fishpond rồi. Chưa? Chỉ mới bắt đầu thôi. Hồ này cũng bán hết cả mớ rồi thì sao đó. Giờ thì còn lại được có khoảng chừng chắc cỡ chừng trong đây chừng mấy 200 con. Hồ này cũng khiếp quá, thấy không? Rồi xuống dưới đây. Ây da, ây da, ai nhìn trong cái kiến thấy tôi đang ngồi chờ phở mà. Rồi, tôi ngồi xuống nè. Đây, hồ này là hồ Fancy Tiger đỏ, hạng này là hạng Common Ray. Rồi các bạn thấy cũng mặc dù là hạng thường nha, nhưng mà mấy bạn thấy là ở trong đây á, là những con bố mẹ cũng là thuộc hạng mid ray, hạng cao luôn đó, chứ không phải đơn giản đâu. Đây, cái hồ này là khủng khiếp à. Tép lấp nhấp hết trơn. Cái hồ này hình như là mình nhớ không lầm là
được lia ba bốn lần gì đó, mỗi lần cũng vài trăm con rồi. Ghê chưa? Đó. Khủng khiếp. Đây, hồ Fansi này. Ở đây mình sẽ quay từ hạng thấp lên hạng cao cho mấy bạn coi, để mấy bạn nhìn thấy hình dung nè. Cái chài này nó khủng khiếp lắm, nó kinh dị lắm. Đây lại là một cái hồ Fansi đỏ nữa, thấy không? Hạng này hạng mid range, hạng cao hơn, các bạn nhìn thấy đẹp không? Ok ha, nhìn rất là ngon nè, đẹp luôn. Ngon cơ. Hạng mid thôi, cái hạng chung á, họ cũng đẹp, còn đầu lấp nhá lấp nhóc. Hồ 60, hồ 60 mà nhét vô đâu đó trong nó chắc đẻ ra khoảng chừng 300 à, 400 à, không biết đâu. Các bạn mình nhìn thấy rồi, nó bu ra ăn cỡ này mà không biết nó nhiều cỡ nào rồi. Đó, thấy không? Ở đây là có một số con là đen, là mình đang tạo ra những cái dòng đen từ dòng đỏ đó. Anh thấy ghê chưa? Đây là hai cái hồ fancy hạng thấp, common ray và hạng mid ray. Đây rồi, này là vàng coi chơi chơi thôi, chưa có gì đâu, chưa có gì hot đâu. Rồi bây giờ qua bên đây tiếp mà. À không, cái hồ này cũng bình thường, này là blue bowl này, blue bowl thường thôi, nhưng mà thả cũng dữ dằn lắm, có mấy con hay lắm nha. Các bạn có nhìn thấy mấy con này là mấy con gì không? Nó là con lai của tép ong Huế với Tiger Đà Nẵng, lai bên Blue Bowl. Đây à, thấy nó dị chưa? Đó, thấy không? Hồ này thì ngang này ngang 30, cao 30 sau 50. Hồ nào đó quá trời tép lóc nhóc chân đó. Đây hồ này là hồ, cũng là một thêm một cái hồ Galaxy Fishpond nữa. À không, ở trong này là con Snowflake chứ không phải là Galaxy Fishpond. Ok, là những con này á, là được lọc ra từ những con Galaxy Fishpond, nó đẻ ra không phải là Fishpond nhưng nó lại là Snowflake nha mấy bạn. Nguồn gen rất là tốt, các bạn nhìn thấy là đẹp không? Rất là đẹp luôn đó. Rồi xuống dưới đây, cái hồ gì đây? BOA. Ôi mẹ ơi, BOA nè. Đây, BOA này hạng hạng trung. Hạng trung với hạng Common Ray. À, họ cũng có một hồ, cái hồ này cũng 30, 50, 30. Lanh quanh đâu đó chắc cũng vài trăm á. Cho con nhóc luôn à. Ghê chưa? À, quá khủng khiếp. Rồi qua bên đây. Thấy mấy đèn cái gì đây? Red Evil. À quên, Red Devil. Nó là con mắt cam đỏ đó nè. Đó, thấy không? Cái hồ này ban đầu là hợp chỉ có 10 con thôi, mua 10 con, sau đó chết ra hết 6 con, còn lại một con trống với ba con mái, nó mừng lại nguyên cái hồ, quá trời quá đất. Chưa? À đó, khủng khiếp khủng khiếp đó, thấy không? Các bạn tin được không? Có bốn con thôi đó, bốn con mà đẻ ra nguyên cái hồ này đó, khủng khiếp chưa? Hết hồn luôn. Hai rồi, cái dòng này đây mấy bạn thấy con gì biết không? Con này là con ong Đà Nẵng nè,
đó cũng đang thuần dòng rồi, và con này có thể lai được với tai quanh bi nha mấy bạn, lai được với tép ong nha mấy bạn, ngon lành luôn. Ra cái pattern nó hơi dị dị xíu nhưng mà nó hay lắm đó, thấy không? Bây giờ rồi cái hồ này à, gì đây, BOA à, BOA này là hàng hàng cao nè. À, bắt đầu mình upgrade dần dần cái những cái dòng mà hợp đang có ha. Coi nè, BOA nè. Ôi, ghê chưa? Ghê lắm luôn. Rồi. À, cái này bình thường, cái này thì Chơi thôi. chơi thôi. Cái này là con King Kong Musura với lại con Shadow Panda đồ nè. Thấy không? Nó chơi chơi á, mà nó đẻ cũng chơi luôn. Đẻ kinh khủng á. Đó. Đó. Rồi. Dàn ra cái coi để quay phim coi. Nè. Cái con gì vậy không? Nè. Red Purple. Red Purple. Cái họ này thì những cái con này á, là mình với hợp là không có mua mà tự động trong hồ ra rồi tách ra. À, cũng có một hồ rồi, ngon nghẻ luôn. Nó Black Purple nè. Đúng chưa? Cái này nó auto nó ra thôi thì từ từ, cũng chưa có nhiều cho nên là từ từ nó cũng sẽ nhiều thôi. Sớm muộn gì cũng nhiều thôi. Đó, đây là rồi. Hồ này là hồ Blue Bull. Đã. Ai, hồ này là hồ chắc con vớt ra chơi á. Chắc ủa vớt từ hồ nào vậy hợp? Đấy anh. À trời ơi, vớt ra chơi mà vô đây đó vậy hả, kinh gì vậy? Ừ. Con quá chơi quá đất luôn vậy. Đây rồi, dòng tiếp theo City là Red Galaxy Tiger. À rồi mấy bạn coi nha, Red Galaxy Tiger ủ hồn. À, trong này có mấy con đen thì cũng hay lắm nè. Quá trời quá đất. Ôi sao mấy nét được tạo ra lại nè. Galaxy Tiger nè, thấy không? Hôm nay là Tiger Pinto. Tiger Pinto á, thực ra là để gọi là con Tiger Pinto á thì nó là ra từ con Galaxy Tiger, mà nếu những con Galaxy Tiger mà đẻ ra mà con nó không phải là Galaxy thì sẽ được gọi là con Tiger Pinto. Còn mình những cái con mà Nanashi á, thì nó ngược lại, con Nanashi á, là nó đi lên từ con Pinto chứ không phải là ra từ con Galaxy nha mấy bạn. Đó, này. Nếu mà nó ra từ Galaxy thì mình sẽ gọi là Tiger Pinto. Còn nếu như mà nó ra từ con Pinto thì mình sẽ gọi nó là con Pinto Nanashi. Ok. Ây da. Hey. Cái hồ này quay chơi thôi. Quá à. Ừ, xấu quá à. Nhưng mà những cái hồ này là chưa có tên luôn. Đang chờ đặt tên. Cái dòng này rất là dị nha mấy bạn. Đó, các bạn thấy con Red Bay nè. Thấy không? Có con Golden Bay nè, có con Blue Bay luôn. Cái dòng này là cái dòng khá là lạ. Cũng chưa có tên. Cũng không biết nó gọi là con gì. Thôi để chủ nhân thích đặt con gì gọi con gì thì con đó. Wow. Galaxy Fishbone hạng cao. Con này là con Snowflake hạng cao nè mấy bạn. Cũng chưa cao lắm đúng Không, hạn chung là em đang không? Hạng lái trung cũng hả? to rồi. À, trời, hạng này gọi là hạng trung đó. Thấy chưa?
Hàng này mà chỉ gọi là hàng trung nữa nha. Khủng khiếp chưa? Đó. Cái hồ này cũng chỉ có 2 bio à. Nói chung là mấy cái gian hồ này chứ xài bio không có xài lòng ngoài. Đây. Hàng cao nè, Snowflake. Thấy không? Galaxy Spitfire Snowflake. Wow. Đây là hàng cao nè. Giờ. Giờ nó đang đạp. Đâu? Nó mới đạp cái máy đạp. Ừ. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rất là nhiều con đẹp luôn. Mình không dám nói giá đâu. Khủng khiếp. À nhưng mà cái này là chưa đâu, còn nữa, chờ đi. Nhiều, còn bạn đến đen nè, đẹp chưa? Đẹp ha. Đây là mấy bạn thấy là từ cái hạng này là hạng trung nó đã đẹp rồi, lên hạng cao nó còn ghê gớm hơn là cái con so quát, là nó ở cái các bạn thấy là cái bụng, thấy không, nó rất là nhiều chấm nha, thấy không đó, nó rất là nhiều chấm ở trên bụng. Ok, qua đây. Cái hồ này chưa có đặt tên luôn, nhưng mà hồ này cũng là Red. Cái lúc đó rồi. Fishbowl Snowflake hạng cao. À, cũng kinh dị lắm. Đúng chưa? Nó hàng xạ lúc đó rồi anh. Lúc sau kìa. À. Đang xạ tép con cho nên nó trốn. Nó đang xạ tép con các bạn. Nè, đúng không? Từ từ, đây qua. Cho mượn cái ghế hơi lùng quá ông nội ơi. Đây, từ từ. Đây là con Fancy Tiger hạng Top Ray. Ôi mắt đẹp luôn. Đẹp khủng khiếp xứ dày. Cái máy quay này quay hơi bị dạ đó, cái này là đúng màu chuẩn đó nè. Giờ xứ dày cui à. Rất là đẹp luôn. Đó. Trắng. Thôi trắng như ngọc tinh vậy đó. Trời ơi. Khiếp quá. Con này rất đẹp nữa nha. Mấy bạn thấy nè. Dàn chân nè. Dàn chân ok luôn á, ghê lắm luôn á. Đó. Hay là hàng cao á. Hầu như là hàng top á. Hôm nay có mấy con đi thi được luôn á nha. Đây. Cái này là cái gì đây? Hồ bên đây là cái à, gọi là BOA, BOA. BOA nè. Đâu? Ôi lục vỏ kìa. Nó mới màu với xạ mà thì nó đang nốt. Đây. À, không ra. Ôi. Gỗ chưa? Dạ. Giữ ra. Hồ thả hồ mấy con hạng cao thả ít quá hợp, thả một lần vài trăm đi hợp. Thả vài trăm con vài chục khác liền vậy. Đây là Fancy Tiger nữa nè. À, hạng này là hạng cũng hạng cao á chứ không phải hạng đơn giản đâu. Nhưng mà so với cái con hồi nãy thì nó không bằng, nhưng mà hạng này là cũng là thuộc hạng cao nè, xứ dày, cái tên đẹp rồi. Mẹ đang lọc bắt tình cho nó dữ quá. Rồi tiếp con này hồ gì đây? Fancy Tiger hạng trung á, hạng trung hay hạng trung cao, sao anh thấy con này đẹp vậy? Đối với em nó hạng trung thôi. Ghê. Ô nó đẹp quá mấy bạn ơi, nó đẹp lắm. Ừ, nó đẹp lắm nè.
Trời ơi, cái này là toàn bộ là tép là do hợp nuôi ra đó nha. Chỉ có mấy con hạng tóc đây hồi nãy mình quay á, là hợp cất công đi qua Hàn Quốc để lựa về, đích thân lựa về. Còn mấy con này nè, hợp nuôi đẻ ra nè, mua ban đầu có không có nhiều con á, đẻ biết nhiêu không, đẻ quá trời quá đất, gọi là dùng từ gì biết không, để làm để lớn á đó. Trời ơi, hạng chung. Ôi mẹ ơi, khủng khiếp. À, để coi. À, hồi này bình thường, hồi này qua đét nè. À, qua đét thì mình quay sơ sơ thôi, cũng không có gì ha. Để coi. Hồ này hồ tào lao, cái đao hồ này là hồ con phát hủy hay là gì nè. Không chăm sóc gì hết. Nét người ta hồi giống như là hồ gọi là bỏ phế, những cái con nào mà xấu ói mà ói đem quăng vô hồ này sao mà nó cũng Nuôi đẻ quá trời rêu, nè. nuôi À, rêu nuôi rêu mới lấy qua dàn bên kia đó. này này, hồ này cũng hồ mắc ói nè. Hồ này là con Galaxy bình Đang thường. Trời ơi, hồ này giống như hồ bỏ phế mà sao nó đẻ quá trời quá đất luôn rồi trời. Khủng khiếp anh, dữ thiệt luôn. Mẹ ơi, đây trên này còn gì nữa. À, đây là hồ Deep Blue. Deep Blue, Deep Blue, Deep Blue này. À, hồ này là hồ mắt cam lai với lại con blue bow và con blue steel. Âm mưu làm ra dòng mới đây, ghê chưa đó. Nè, cũng đẻ rồi, đựng mớ là chưa thấy có thành quả, chắc phải vài đời nữa quá. Đẻ ra nhóc nè, mà chưa thấy con nào có mắt cam á. Trên thế giới thì con Blue Bow mắt cam rồi nha mấy bạn. Rồi có cả con Blue Steel mắt cam luôn. Ồ, hơi mờ. Hợp ơi, không chịu chà cái màn kính này, mờ căm mà. đang chờ qua nhà bên kia đó anh. Dạ, chuẩn bị tách để đem qua anh kia hả? Rồi, mình đã giới thiệu xong, cái dàn hồ của hợp đại gia. Trời ơi, này là đại đại gia tự thân, đại gia tự thân, đúng không? Ghê gớm chưa? Rồi mấy bạn thử đoán coi cái chài này trị giá nhiêu tiền. Nãy giờ mình có thống kê mỗi hồ đó là mỗi dòng luôn rồi đó. Các bạn đoán thử coi, con số thiệt là khủng khiếp. Hợp ơi, cái Paradon Hợp ơi, đau đầu quá Hợp ơi. Rồi nha, rồi cảm ơn các bạn đã coi clip nha. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha mấy bạn. Mình sẽ cố gắng đi lòng vòng thăm mấy cái trại tép ở Việt Nam nào và clip cho các bạn coi ha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye.